Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em thợ máy. Thì hôm nay cũng là một ngày tưng bừng. Và Tuấn xíu nữa sẽ test cho anh em những trạng thái ở đây. Những con xe này Tuấn sẽ làm nồi và đồng thời nạp cho nó cái file remap vào. Và hôm nay chương trình khuyến mãi dành tặng cho tất cả anh em nào ngày hôm nay chốt sử dụng Smart Tool bản mở tua, thì mình có phần quà muốn gửi tặng anh em như sau. Thì tí nữa mình sẽ mở tua tất cả những dòng xe hiện tại lít 23, 25 thì mở qua Carline rồi. Kế tiếp nó sẽ là xe Vision, Vision K44 Smoky. À, Vision K44 Smoky. Và tiếp tục nó sẽ là SH27 tới 29 K77. Và ở ngoài kia tiếp tục là hai con A Black. Một can 26 khóa chìa. Rồi, tí nữa mình sẽ phun nồi luôn cho anh em và đồng thời sẽ nạp file. Một con này khóa Smoky. Và tiếp tục Valeo. Valeo là rất nhiều, Smart Tool. Smart Tool thì ở đây không chung chạ với ai cả. Một xe thì sẽ là một máy. Anh em thấy Smart Tool không? Rồi, Smart Tool 2. Mỗi xe là một máy. Chúng ta không có chung chạ gì với ai cả. Và kế tiếp đây. Rất nhiều. Thì đó, chiều nay mình sẽ để vô cho cả nhà và phần quà hấp dẫn. Ngày hôm nay tất cả mình muốn tri ân và tặng anh em. Để cả nạp cái bản file remap. Thì hôm nay mình tri ân tặng cho tất cả anh em mua sản phẩm Smart Tool bản mở tua. Thì anh em sẽ được tặng một bộ nồi để chúng ta trải nghiệm. Đây, một bộ nồi sau bám tốt hơn. Bộ nồi trước để gia tốc. Bộ bi nồi côn. Rồi và kèm theo cho anh em một cái lò xo. Ở đây là combo tới anh em tới 4 món. Một nồi trước, nồi sau bám, bộ bi và lò xo. Và đồng thời mình tặng kèm cho anh em nhóm học online và bộ tài liệu khai giảng vào ngày 28 tháng 10. Thì anh em hãy vui lòng nhân tay, vui lòng có nhu cầu mua Smart Tool bản mở tua. Thì tất cả anh em vui lòng liên hệ với mình. Mình tri ân tặng anh em combo tới 4 món để trải nghiệm khi chúng ta làm bộ nồi trên bất kỳ một dòng xe đề từ nào. Và chúng ta nạp một cái file thì chúng ta sẽ có cảm nhận cực kỳ phê trên những dòng xe đời mới. Tất cả cổng Carline mình đã chuẩn bị sẵn ở đây. Nè, rút tất cả rắc chúng ta sẽ nạp qua cổng Carline này. Và tiếp tục đây là SH. Và đồng thời mình sẽ demo và đồng thời test thử cho toàn thể anh em xem luôn. Rất nhiều xe đúng không ạ? Rồi còn xe trong cửa hàng đây nữa. Nó còn khá là nhiều. Rồi chúng ta nhân tay, anh em nhân tay để lấy được phần quà. Phần quà combo tới 4 sản phẩm và một nhóm học online 15 đêm và bộ tài liệu. Thì anh em hãy vui lòng liên hệ và comment cho Đi Tuấn ngay phút này. Qua số điện thoại 0909. 755993. Hân hạnh được phục vụ tất cả anh em thợ máy. Và anh em nào có nhu cầu nạp file mở tour thì vui lòng liên hệ với Đi Tuấn để đặt lịch, để cập nhật cho anh em những phần mềm mới nhất từ xa. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em clip phía sau.